Xin chào cả nhà. Có lẽ một vài năm trở lại đây thì cả nhà đã không còn quá xa lạ so với một cụm từ khá là quen thuộc là nhụy hoa nghệ tây. Thì Hoa đi làm tiếp viên hàng không, Hoa cũng biết được cái sản phẩm này trong vòng 3 đến 4 năm trước rồi. Và do là cái múi giờ của mình làm việc thì nó thường xuyên thay đổi cho nên là mình cảm giác rất là khó ngủ. Cho nên là người lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi, uể oải và đôi khi là dễ dàng cáu gắt nữa, bực bội nữa. Cho nên là cái sản phẩm này nhụy hoa nghệ tây đã hỗ trợ cho cái múi giờ cũng như giúp cho Hoa ngủ ngon được rất là yên giấc luôn mọi người nha. Thì cái sản phẩm này công dụng chính á, là hỗ trợ cho mình ngủ ngon, ăn ngon, đặc biệt nữa là hỗ trợ cho những bạn nào muốn có con sớm thì mình sẽ dùng cái sản phẩm này, nó sẽ kích thích cho vợ chồng dễ dàng thuận lợi hơn khi mình muốn có con nè. Và những ai đang bị bệnh tiểu đường, bị bệnh gớt thì chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm này. Rồi, cách đơn giản nhất là chúng ta chỉ cần lấy 3 đến 4 cọng nhụy hoa nghệ tây như thế này, chúng ta bỏ vào một cái cốc nước ấm như vậy mọi người nha, thì coi như là sản phẩm này nó sẽ được tan ra trong vòng từ 1 đến 2 phút thì nó sẽ coi như là ngả màu răng màu vàng rất là đậm tươi luôn đó. Thì với 3 đến 4 cọng này thì cả nhà có thể là pha với là 1 đến 2 lít nước ấm luôn và mình sẽ uống cho nguyên một ngày. Sản phẩm này rất là tuyệt vời ở chỗ là nó hỗ trợ cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Những ai là có tình trạng là nóng trong người nè, rồi ngủ không ngon, rồi hoặc là có những cái hiện tượng như là cáu gắt hoặc là hơi mệt mỏi thì chúng ta dùng cái sản phẩm này. Và Hoa rất là vui luôn, từ ngày có cái sản phẩm này thì cuộc sống của Hoa nó cũng là cảm thấy nó thuận lợi hơn một chút, tại do mình ăn được, mình ngủ được. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên đúng không? Rồi, cái sản phẩm này là nhụy hoa nghệ tây thì em này Hoa dùng coi như là 3 gram một lần thì dùng hơn một năm trời rồi chưa hết luôn đó. Cái sản phẩm này là Hoa giao khách, cái hộp rất là cưng mọi người nè. Đây đấy, sản phẩm chính hãng của Iran luôn, cho nên cả nhà những ai muốn đặt hàng sản phẩm chính hãng thì cũng có thể liên hệ qua Hoa nha. Zalo là 0932 027 151. Rồi đấy, rất là cưng cả nhà ha. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi clip review về nhụy hoa nghệ tây của Hoa nha. Rồi, ai có quan tâm thì cũng có thể đặt hàng qua cho Hoa. Rồi, Hoa uống trước khi kết thúc clip này nha. Mình uống là giống như mình uống trà vậy đó mọi người. Rồi, xin cảm ơn mọi người nè, mong rằng sản phẩm nhụy hoa nghệ tây này sẽ đến được gọi là tận tay nhiều người, nhiều nhà để từ đó giúp cho mọi người có thể có được giấc ngủ ngon và sâu hơn.